À, chào các bạn. Và như thường lệ thì bây giờ mình sẽ tới bài số 22. Đạt xin lỗi mọi người là trong thời gian vừa qua, một tuần, hai tuần gì đấy, Đạt không có làm video nào cả. Thì lý do mà Đạt không làm video này là bởi vì cũng Đạt khá là bận. Ok, bây giờ mình đi vào bài số 12. 22 thì bài này nó không quan trọng, mà không phải là không quan trọng. Bài này nó không dạy mình cái gì mới cả, nhưng mà bài này nó sẽ ôn lại kiến thức của mình. Thì mình đã học tới 22 bài rồi đúng không? Thì mình cũng đã có một số kiến thức rồi. Thì tác giả muốn mình làm cái gì trong cái bài số 22 này? Bài 22 này nó yêu cầu mình quay trở lại từ bài một, bài đầu tiên. Các bạn coi thử là hồi trước như mình đã học cái gì. Các bạn viết ra những cái từ, những cái là những cái từ mà các bạn đã học từ một bài 1 tới bài 21. Các bạn ghi trên một danh sách những cái từ đó và các bạn coi thử là những cái từ nào, những cái lệnh nào mà các bạn vẫn còn nhớ thì rất là tốt. Những cái từ nào, lệnh nào mà các bạn không nhớ, các bạn Google, các bạn search tìm hiểu về những cái lệnh đấy. Thì đây là cái cách học lập trình. Kể khi các bạn mới học lập trình ngôn ngữ Python thì nó mới, nó là cái nhiều từ, những cái câu lệnh nó mới là. Thì mình sẽ quay lại kiểm tra lại là cái kiến thức của mình là như thế nào. Và mình đấy là cái cách mình luyện tập thôi. Nói chung là phần này nó không có khó lắm. Vấn đề là mình quay trở lại mình kiểm tra hết tất cả những gì mà mình đã học. Và sáng nay thì ông cũng giới thiệu là mua video của ông. Ok, thì video này đặt nghĩa là đã sẽ dừng lại tại đây sớm thôi. Thì nếu có gì thắc mắc, các bạn lên dạy nhỏ học đặt câu hỏi vào trong New Topic. Các bạn chọn Programming và đặt câu hỏi, nhớ đặt cái chữ Python dưới này ha. Thì mọi người sẽ biết là câu hỏi Python. Rồi, bây giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này.